Vui xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn. Trong video này chúng ta sẽ đi lang thang các cô chú anh chị. Trương Vui đang ở đường Nơ Trang Long ở Bình Thạnh, thì chúng ta sẽ hướng về khu vực quận 7 đi. Trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Xí. Sẽ rẽ về phía bên trái, chúng ta đi vào đường Nguyễn Xí. Con đường Nguyễn Xí đoạn này nó rộng rãi thênh thang. Rồi chúng tôi sẽ đi lên đường Phạm Văn Đồng. Chúng ta sẽ đi cầu Bình Lợi á. Trước mặt chúng ta là con đường Phạm Văn Đồng, nó chạy ngang đó các cô chú anh chị. Vào đường Phạm Văn Đồng nha. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đường Phạm Văn Đồng. Ở cái hướng này chúng ta đi lên Thủ Đức nè. Cầu Bình Lợi. Cái cầu này cũng mới làm. Cái cầu cũ là nó bỏ rồi. Cầu của Pháp xây á. Bỏ rồi. Cái cầu đó thì nhất là nó thấp. Thấp thì tàu thuyền qua lại thì không có được, phải đợi thủy triều xuống thì người ta mới qua được cái cầu đó. Thứ hai là làm lâu quá rồi nó cũng xuống cấp rồi, bây giờ thì phải bỏ thôi. Tuy nhiên thì cái cầu đó là một cái cầu lịch sử, Pháp nó xây. Đó là cái cầu mà bắc qua con sông đầu tiên mà cho xe lửa qua. Gì cũng vậy, xây lâu quá hiện giờ nó xuống cấp thì phải bỏ thôi chứ sao vậy. Bây giờ cái lượng xe đi qua cái khu vực này cũng đông nữa, mà đi qua cái cầu cũ hoài thì nó nguy hiểm. Cái mua chạy trên cái cầu Bình Lợi mới thì sướng hơn nhiều. Hồi lần đi qua cái cầu Bình Lợi cũ á, chạy thấy ghê à, chạy cái cầu sắt á các cô chú gì, chạy mình nhìn xuống thót tim. Còn cái cầu mới này chạy phà phà, chạy sướng lắm. Rồi ngay chỗ này thì nó có một cái đường để chúng ta đi xuống đường quốc lộ 13 nè. Để đi Bình Dương đó, quốc lộ 13, mình trẻ bên trái mình đi Bình Dương. Còn mình đi bên phải thì mình sẽ đi cầu Bình Triệu về Sài Gòn. Còn nếu mà đi thẳng thì chúng ta sẽ đi Thủ Đức. Rồi, cũng buồn quẹo nha. Quẹo chúng ta đi cầu Bình Triệu. Trước mặt chúng ta là cái cầu Bình Triệu đây. Đây là cái cầu Bình Triệu 2, cái cầu Bình Triệu 1 phía bên kia. Hiện giờ mấy cái cầu cũ mà nó nằm ở trên cái trục đường nhiều xe đó, người ta cũng làm thêm cái cầu. Ví dụ như là cầu
Bình Triệu này thì có cây cầu Bình Triệu 1, Bình Triệu 2. Thì bây giờ chia ra mỗi cây cầu thì người ta di chuyển theo một chiều thôi. Rồi ở phía cầu Nhị Tiên Đường cũng vậy, cũng có cầu Nhị Tiên Đường 1 và cầu Nhị Tiên Đường 2. Từ cầu Bình Triệu thì chúng ta nhìn về phố thì chúng ta thấy phía bên kia đó là tòa nhà La Mát. Tòa nhà nó cao quá, ở đâu cũng thấy. Bây giờ là trưa rồi các cô chú anh chị, 11 giờ mà trời nó không có nắng, nó mù. Không biết là cái mù này là do sương mù hay là do bụi đó, mà nghi là do bụi quá. Tại Sài Gòn giờ nhiều xe quá, nó ô nhiễm. Tết á các cô chú anh chị, về quê được mấy ngày á là khỏe lắm, ở dưới quê là không khí nó trong lành mát rượi vậy, lên đây thì nó ngọt ngạt. Sài Gòn khó buồn quá, cho nên mấy người mà lớn tuổi á, người ta về quê cho sống nó sướng hơn nhiều. Rồi mấy cái người mà cụ ông cụ bà mà 80-90 trở lên nó thường ở quê không ạ, ai ở Sài Gòn đó. Đây ở Sài Gòn là không có sống tới tuổi đó được. Chúng ta đang đi ngang khu vực của chợ của bến xe miền Đông cũ. Bây giờ bến xe này dừng không rồi. Có thể là bây giờ mình đi xe buýt ra đây thì nó cũng còn xe buýt, nhưng mà xe đi tỉnh thì là hết rồi. Xưa chỗ này tấp nập lắm. Từ ngay chỗ bến xe miền Đông này thì ta đi vào Sài Gòn thì nó gần, gì cũng tiện lắm. Cái mùa mới vừa nhìn vào trong bến xe cũng thấy có nhiều cái xe đi tỉnh miền Đông nó vẫn còn ở đây, không biết là người ta có cắt hay không. Nhưng mà có một đợt cái báo chí người ta đăng là nó dồn cái hết ở ngoài bến xe miền Đông mới ở ngoài quận 9 á, từ Suối Tiên xa quá là xa, cái người ta ra ngoài không được á. Người ta cũng ví dụ mình đi về quê mình cũng xách nhiều đồ, xách vali rồi xách quà cáp này nọ đi về quê đó, xách nhiều quá mà bây giờ đi đường nó không có tiện, mà ra ngoài kia nó xa, xe buýt đường này nọ cũng khó khăn đó, nên người ta bắt xe dù người ta đi. Nên có cái nạn bến cóc xe dù đó các cô chú anh chị. Rồi ngoài bến xe miền Đông thì đâu ai ra ngoài đó đâu, nên ngoài đó nó vắng hoe rồi bị lỗ. Cho nên cái nó ra cái luật là bây giờ cấm xe giường nằm vô trong phố. Ôi đủ cái chuyện hết. Nhưng mà làm gì làm cũng phải thuận tiện, chứ khó khăn quá thì ai đi. À, cái mùa đang chạy trên con đường này là đường Đinh Bộ Lĩnh nha các cô chú anh chị. Đinh Bộ Lĩnh này hướng về đường Phan Thanh Giản, bây giờ người ta gọi là đường Điện Biên Phủ đó, khúc mà gần ngã tư Hàng Xanh. Bùa Đình Túy nè. Rồi qua chỗ này thì có cái cầu nhỏ. Từ ngay chỗ ngã tư Hàng Xanh thì nó có một đường là đường quốc lộ 13. Đi theo một chiều đến cầu Bình Triệu, rồi từ cầu Bình Triệu nó có cái đường lên Bình Lĩnh hay đi ngược lại tới Hàng Xanh. Xe đông quá bây giờ mình phải làm được một chiều. Cầu lên Bình Lĩnh. Quá trời xe đó.
lúc nào cái khu này nó cũng đông đúc đó. Chuẩn bị quẹo nha, ngay chỗ đường Bạch Đằng á, người sẽ rẽ ra ngay chỗ ngã tư Hàng Xanh, không có chạy xuống đường Điện Biên Phủ. Rồi, chỗ này nè, bắt đầu đi nhà anh với mình rẽ qua. Qua thôi. Theo xe ra cái mình qua luôn. Chỗ này là ngã tư Hàng Xanh này. Đó, đông quá trời đông luôn. Cái ngã tư Hàng Xanh này mà chúng ta đi buổi chiều á, khoảng 5 giờ chiều cái giờ mà đang giờ làm đó, các cô chú anh chị là nhất cần nhất luôn, chút một mới qua được cái chỗ này. Rồi tới ngã tư Hàng Xanh rồi. À, phía trên nó có cái cầu vượt ngã tư Hàng Xanh. Rồi, chúng tôi sẽ vào đường xô viết Nghệ Tĩnh nha. Ta đi xô viết Nghệ Tĩnh. Bây giờ đường xá ở Sài Gòn á, không có thẳng ngày xưa, không có đi thẳng được các cô chú chị, tại vì có những cái đoạn nó một chiều á. Đang trả cái tự nhiên cấm quẹo vô đó, cấm chạy thẳng, tại vì lúc trước là đều đường một chiều rồi phải đi tìm đường khác thôi, chứ không có chạy thẳng như xưa được. Bây giờ xe đông quá người ta phải phân luồng, quẹo qua quẹo lại nên đường xá bây giờ nó rắc rối hơn ngày xưa nhiều. Rồi số chúng tôi nhớ là khi mà lên Sài Gòn chỉ cần là lên cái phải đi mua cái bản đồ. Mình đi đâu á cái mình đem theo cái bản đồ, xong rồi cũng dễ lắm, mình chỉ nhờ còn nhớ những cái trục đường chính thôi, trục đường lớn. Do giống như là đường Nguyễn Thị Minh Khai nè, hoặc là đường Lý Thường Kiệt nè, rồi mấy cái trục đường thì đâm hồi trong hẻm đâu không biết, đâm mấy đường nhỏ đàng hồi cũng đụng đường lớn. Mà động đường lớn thì mình cứ theo mấy con đường lớn rồi mình về nhà thôi. Còn giờ đường quá trời đường, mà đường một chiều nữa chứ. Hên là bây giờ có Google Maps đó, sẽ biết đó.
nó đang chạy giữa đường, nó tấp vô đón khách xong rồi quẹo ra. Xe buýt ở Sài Gòn nó không có đường riêng, cái không gì không có cái đường riêng cho nó, tại đường nhỏ quá, giờ phân cái đường riêng cho nó thì mấy xe kia không có chỗ chạy á, cho nên phải chạy chung mà nó cứ tấp ra tấp vô hoài. Gần tới khu vực cầu Thị Nghè rồi. Đây, cầu Thị Nghè. Cầu Thị Nghè thì chúng ta sẽ gặp sở thú đời cung. Xuống một chút về cái rẽ nha các cô chú anh chị, tới đường Nguyễn Bình Khiêm đây, cái mùa rẽ rẽ về phía bên trái để chúng ta vô đường Thống Nhất á. Rồi, chỗ này là cổng chính của khảo cầm viên của sở thú. Rồi bây giờ cái mùi sẽ rẽ vào đường Lê Duẩn, ngày xưa là đường Thống Nhất. Thì chúng ta chạy thẳng đường này, chúng ta sẽ gặp dinh Thống Nhất. Đường này hồi trước nữa nó có cái tên là đường Norodom, ông vua của bên Campuchia. Cái dinh ngày xưa cũng gọi là cái dinh Norodom lúc mới xây. Ta đang đi qua cái cổng thành Bát Quái ngày xưa. Cái di tích cái thành đó bây giờ chỉ còn lại hai tòa nhà này thôi, là hai cái cổng. Ta đang đi qua ngã tư của Mạc Đình Chi và đường Lê Duẩn. Rồi tới ngã tư của Hai Bà Trưng và Lê Duẩn.
đây có tòa nhà M Plaza. Thấy được nhà thờ Đức Bà rồi đó, rồi Grand Plaza phía xa xa là nhìn Thống Nhất. Ta là tòa nhà Vinh Thống Nhất nha các cô chú anh chị. Giờ tôi ngồi lẻ chỗ này đường một chiều rồi. Để về phía bên trái chúng ta đi tiếp. Của Nguyễn Du cái đường tự nhiên thấy đông quá trời đông. Chúng ta tới tòa Pháp Đình nè, khu vực của tòa Pháp Đình. Trước thì là Dinh Gia Long và thư viện. Đây, Dinh Gia Long và thư viện tổng hợp nha các cô chú anh chị. Ở đây á, có nhiều khách Tây á. Hôm bữa con ngồi có thấy một anh Tây. Anh thấy mình bán cái đòn quay gánh đó, đòn quay gánh mình gánh dừa nè, rồi những cái lạc vặt trên cái đòn gánh như hồi xưa các cô chú anh chị nhớ là có mấy bà ở quê ta đi bán đồ ta có gánh cái gánh rồi cái tay nó thấy nó thích quá, cái nó lại nó đề nghị là
cho ảnh ảnh gánh đoạn ảnh gánh xong rồi nhờ cái người mà chủ đó ra chụp hình cho ảnh, quay phim cho ảnh, thích lắm. Mấy tay qua đây thấy cảnh bưng gánh bán buôn là thích lắm. Chúng ta đang đi qua ngã tư Lê Lợi. Rồi chúng ta tới khu vực của trường Cao Thắng nè. Bây giờ đó là trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Nhưng mà sinh viên trường này cũng có tiếng lắm ạ. Rồi ngã tư của đường Hàm Nghi. Chỗ này là cái bến xe buýt Bến Thành. Cái buổi rẽ vào đường Nguyễn Thái Bình nha. Ngay chỗ góc Thiên Nam là nhà Thiên Nam. Nó có đường Nguyễn Thái Bình quẹo vô đây. Đây có cái chung cư. Chung cư Nguyễn Thái Bình. Phía trước này có đèn đỏ luôn thôi chứ. Tiếp à. Đó, chỗ này là ngã tư của Nguyễn Thái Bình và Phó Đức Chính. Phía bên kia đường Phó Đức Chính đó là Bảo tàng Mỹ thuật. Mình đi tiếp. Rồi tới chỗ này là ngã tư của Nguyễn Thái Bình với đường Cao Mét. Bây giờ chỗ này thì cái bùi sẽ rẽ về phía bên trái. Chúng ta sẽ lên cầu Cao Mét nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rẽ vào đường Cao Mét để chúng ta lên cầu Cao Mét. Khu này thì là chợ dân sinh, chợ dân sinh.
chạy trên cái cầu Km hướng về quận 4. Ở giữa cái cầu này nó có cái đường đi xuống, đi xuống đường Bến Nhân Đồn đó. Mùa rẻ nha, rẻ xuống ngay chỗ đường Bến Nhân Đồn. Rồi, quẹo. Bây giờ quận 4 phát triển các cô chú anh chị. Hồi xưa người ta nói nhất quận 4 nhiều quận 8 về mặt mà giang hồ. Nhưng mà bây giờ sau cái thời Nam Cam là bây giờ quận 4 phát triển vô. Mình tới quận 4 mình giờ mình không có còn thấy mấy mình thấy nhiều cái nhà cao tầng lắm, những cái cao ốc hiện đại luôn á. Đi vô là các cô chú anh chị và các bạn phải có cái thẻ từ á, thẻ của cái tòa nhà đó là cư dân của cái tòa nhà đó mới được vô, chứ không có thẻ đó là không có vô được. Quận 4 vẫn còn những cái hẻm nhỏ, những cái nhà lụp xụp, nhưng mà mặt bằng chung thì mà nói là đời sống của người ở quận 4 bây giờ khá lắm. Họ có chợ Xóm Chiếu nè, chợ 200 nè, rồi khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh nè, rồi rất là nhiều tòa nhà cao tầng. Ví dụ rồi nếu mà so sánh với diện tích á, quận 4 là như là cái quận mà nhỏ nhất của Sài Gòn, không lớn như mấy cái quận khác đâu. Đang đi trên con đường đường Khánh Hội, chúng ta đi tới cầu Kinh Tẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái cầu Kinh Tẻ nha, để đi qua hướng quận 7. Đây cầu Kinh Tẻ nè. Lên cầu Kinh Tẻ. Đi giờ này rất là sướng, nó rộng và nết người, đi mà buổi sáng sớm với buổi chiều á là kinh khủng lắm, kẹt xe.
bây giờ chúng ta đã qua bên địa phận của quận 7 rồi các cô chú anh chị các bạn. Đến đây thì Kim Bùi xin chào các cô chú anh chị nha. Nếu mà các cô chú anh chị chưa nhấn nút subscribe thì nhấn nút subscribe đăng ký rồi đó, để mình nhận những cái thông báo khi mà Kim Bùi có video mới lên thì nó báo các cô chú anh chị xem. Nếu mà các cô chú anh chị và các bạn thích cái video lang thang này thì các cô chú anh chị cho cái buổi một cái like, đó, có nút like đó mình bấm cái gạch vô like để ủng hộ tinh thần của Kim Bùi. Kim Bùi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video kế. Có những video thì Kim Bùi đang thang ngoài đường, có những video thì Kim Bùi sẽ tổng hợp một cái địa điểm, một cái vị trí, một cái câu chuyện nào đó để gửi cho cô chú anh chị. Rồi thôi, Kim Bùi xin tạm dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp.